Vô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khai kinh kệ Phật pháp lòng sâu trách nhiệm màu. Năm ngày một kiếp có tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhân màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội niệm Phật. Hán dịch Đời Lưu Tống. Sa môn công đức trực người Thiện Trúc. Quyển 1. Phẩm 1 mở đầu. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Sa Quật tại thành Phương Xá, cùng đông đủ 1.200 vị chúng đại tỳ kheo đều là bậc A-la-hán, đã dứt hết các lậu, không còn phiền não, điều phục, tâm cảnh, khéo giải thoát mọi nẻo, biết sâu xa mọi thứ, việc làm đã xong, đạt được vô ngã, trút bỏ gánh nặng, trừ diệt chính kết, nhất định giải thoát, tâm được tự tại giống như rồng lớn, chỉ trừ tôn giả A-nan. Bây giờ, các thiên tử Nan Đà, thiên tử Tôn Nan Đà, thiên tử Chiên Đà, thiên tử Tô Ma Na, thiên tử Tự Tại, thiên tử Đại Tự Tại, thiên tử A Dật Đa, thiên tử Tu Hạnh. Vô số thiên tử ở cõi trời tịnh cư như thế, vào quá nửa đêm hiện bởi ánh sáng ở núi Kỳ Sa Quật, khiến ở đấy bỗng nhiên rực rỡ gấp bội. Khi các thiên tử đi đến chỗ Đức Thế Tôn, nhất tâm cung kính, đành là sắc chân rồi dùng hương bột chiên đàn, hương Đamala bạc trầm thủy, dòng hoa thơm, hương Câu Tu Ma của chư thiên. Đủ các loại hương hoa như vậy được tôn đại để cúng dường Phật, là đảnh lễ sát chân như bên phải 3 vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay hướng về Đức Phật. Lúc đó chư thiên tử chiến đàn lặng yên ngồi, lặng yên rồi suy nghĩ: chư Phật trong quá khứ đều vì chư thiên người thế gian Sa Môn Bạn La Môn mà giảng nói Tam Muội Bồ Tát niệm Phật mà chư Phật đã giảng nói. Rồi lại nghĩ: này Đức Thế Tôn của chúng ta cũng giống như chư Phật của quá khứ, vì làm lợi lạc cho hàng trời người nơi thế gian, nên tuyên bố, nên tuyên nói Bồ Tát Tam Muội niệm Phật. Khi các thiên tử đều bạch Phật: bạch Thế Tôn, chư Phật trong quá khứ đều nói Tam Muội Bồ Tát niệm Phật là để làm lợi lạc cho hàng trời người tán bộ chúng nơi thế gian. Cuối sinh Thế Tôn, rộng vì chúng sinh giả nói Tam Muội này như chư Phật thuở xưa. Bây giờ Đức Thế Tôn yên lặng chấp thuận. Các thiên tử nhiễu quanh Phật 3 vòng, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bỗng nhiên không hiện nữa. Lúc này, về phần cuối đêm, khi tôi ánh sáng xuất hiện, Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, phát ra tiếng gầm của Đại Sư Tử. Chư Tăng ở riêng núi nơi núi Kỳ Sa Quật, thu thần lực của Phật cũng đều đến nơi. Các tỳ kheo ni ở Đại Thành Dương Xá, nơi những oai lực âm thanh của Phật cũng cùng nhau tụ hội. Do sở thế, tiên ni Phạm Tử, cùng với lượng ức quyến thuộc ở nước Ma Kiệt Đề vây quanh, thu thần lực của Phật. Trong khoảng một niệm, họ đều đến chỗ Thế Tôn. Lại có Dạ Xoa A La Bà Ca, Dạ Xoa Già Đà Bà, Dạ Xoa Kim Địa La, Dạ Xoa Tu Chỉ Lộ A, Dạ Xoa Ma La Đà Lợi Tất. Cả Dạ Xoa Thần Vương có đại lực như vậy, mà mỗi đều có 100.000 quyến tụ. Từ thần lực của Phật, trong khoảng một niệm đều đến núi Kỳ Sa Quật. Lại có Atula Vương La Hầu La, Atula Vương Tỳ Ma Chất Đà La, Atula Vương Tu Bà Đầu, Atula Vương Ba Ha La Đầu và quyến thuộc của họ, cho đến tam thiên thế giới, vô lượng cho biên trời rộng long vương như thế, sinh tâm hy hữu, bỗng nhiên dựng chân long theo thần lực của Phật, trong khoảng một niệm cùng đi đến chỗ Phật. Thế giới ở phương đông, các phạm thiên thiên vương nhiều như các sông Hằng, nghe tiếng nói kể khẽ của Phật, bỗng nhiên dựng chân long đều đi đến chỗ Thế Tôn. Ba phương các và phương trên dưới cũng là như vậy. Khế trường dạy tôi đạt cấp cô độc, cùng với số 100.000 quyến thuộc từ thành xá về đi đến chỗ Phật. Cùng lúc ở thành Tỳ Xá Ly có các đại trưởng giả là Thiện Tư, Hàn Oán, Các Tường, đại là có chư vương tử Ly Sa là Hoan Hỷ Tượng, Cử Tượng là có Đoạn Sự Thứ Sĩ Thủ Đà, Tên Quan Tượng, tất cả những người này đều học Đại Thừa. Cùng vô lượng chúng thừa thần lực của Phật đều đi đến chỗ Phật ở thành Chiêm Bà. Có Thứ Sĩ Tự tên Tường Tự, cái nữa là nhiều ít, lại có con của đại trưởng giả tên là Vô Lượng Lực. Tất cả chúng này ở đời quá khứ đã trồng các căn lành, có hai đức lớn từ thần lực của Phật cùng đi đến chỗ Phật. Lúc đó vô lượng chúng sinh ở Ba La Nại, số trọng của đức nay đã thành tục từ Ba La Nại theo các lớp với nhau đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ đứng hầu hai bên. Cùng lúc ở đại thành Câu Thiên Na Kiệt có vô lượng lực sĩ và con của lực sĩ ở đời quá khứ đã cúng dường chư Phật, trồng các nghiệp lành để đổ oai đức từ Kathina, cùng nhau hòa thuận theo đường lần lượt đi đến chỗ Phật, chư tâm cung kính đã để sát chân. Khi ấy tam thiên đại thiên thế giới dài rộng bằng nhau, do thần lực của Phật tán bộ chúng trời rồng Dạ Xoa, Càn Thất Bà Vương, Atula Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn La La Vương, Ma Hầu La Già, tất cả đều đến tụ hội đông không thể kể xiết.
Mấy giờ Đức Thế Tôn thấy chúng đã tụ tập rồi, liền phát tiếng đại sư tử. Từ tăng phường phát ra gần đến chỗ khác, từ xa thấy ở phương kia đất nơi ấy có các thứ báu. Đức Thế Tôn thấy rồi là mỉm cười. Ngay lúc ấy, trời người Atula nơi thế gian đều dùng vô lượng hương bột và đủ loại hoa tung lên cúng dường Đức Phật, chỉ tâm cung kính tôn trọng và khen ngợi. Khi đó trong chúng có trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Đại Mục Kiền Liên, trưởng lão Ma Ca Diếp, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, trưởng lão La Hầu La, trưởng lão Ma Ha Kim Tỳ La, trưởng lão Ma Ha Ca Diên Diên, trưởng lão A Nậu Lâu Đà, trưởng lão Kiết Tân Na, trưởng lão Luân Lô Na Nhị Thập Ất Tử, trưởng lão Na Đà, trưởng lão A Nan Đà. Đó là thánh chúng đều có ai đức để đổ thần thông, cũng đã tụ tập đông đủ. Trong chúng lại có trưởng lão Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Tam Giới, Bồ Tát Diệt Tam Giới, Bồ Tát Sơ Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Thiện Tư, Bồ Tát Đại Âm Thanh, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Giang Thù Sơ Lợi Đồng Tử, Bồ Tát Bất Không Kiến. Tất cả vô lượng vô biên chúng này đều đã từng cúng dường chư Phật ở quá khứ, trồng sâu cho số hạnh nguyện của Bồ Tát, từ lâu đã phát tâm Bồ Đề cho thượng. Khi ở trường lại Bồ Tát Bất Không Kiến muốn biết tướng thật đâu ấy, và mỉm cười của Như Lai, liền sửa lại y phục đi quanh Phật ba vòng. Lui ra đứng qua một bên, chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ: Vô vi tối thắng, lượng túc Thế Tôn, là đấng điều ngự, hiện niềm dưới ấy. Giàu nên khai tuệ, khiến nghèo đầy đủ, Phật diện pháp thí, ánh sáng cũng vậy, hết thảy thế gian quy về nẻo đó. Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười này, đấng vô thượng giác sinh vì con nói. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Ông có thấy các thứ báu ở vùng đất kia không? Bồ Tát Bất Không Kiến thưa: Dạ dân, con đã thấy. Như vậy này Bất Không Kiến, đất kia chính là chỗ giáo hóa của chư Phật tổ xưa. Lúc này Bồ Tát Bất Không Kiến tự nghĩ, ta nên cấp tốc đi đến chỗ ấy, là nhập vào tam muội như kỳ tướng mạo. Nhập vào tam muội rồi, vì Đức Thế Tôn hóa hiện nhiều pháp tòa báu, tức như niệm kỳ, đã để tòa xong rồi, đi đến chỗ Phật, kính thỉnh Như Lai lên tòa báu thì bạch. Bà Thế Tôn, chỗ này là nơi du hóa của chư Phật Như Lai từ xưa đến nay. Lúc ấy Thế Tôn đi đến chỗ đất kia, tới tại pháp tòa, trong khoảng một niệm, do thân lực của Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri, khi cho tam thiên đại thiên thế giới đất cõi này chấn động sâu khắp, dọt lên dọt lên khắp, cùng dọt lên khắp, rung rung khắp, cùng rung khắp, gầm gầm khắp, cùng gầm khắp, động động khắp, cùng động khắp, lay lay khắp, cùng lay khắp, nổi nổi khắp, cùng nổi khắp, đông hiện tây ẩn, tây hiện đông ẩn, nam hiện bắc ẩn, bắc hiện nam ẩn, tây hiện đông ẩn, đông hiện tây ẩn, bắc hiện nam ẩn, nam hiện bắc ẩn. Ánh sáng chiếu khắp vô lượng thế giới, tất cả chúng sinh trong khoảng một niệm cho đến địa ngục A Tỳ đều được an vui vô cùng. Phật lên pháp tòa như mặt trời sáng, tất cả thế gian quy ngưỡng giờ đó, chấn động đại thiên đều sanh vui thích. Phật lên bảo tòa như mặt trời chiếu, hết thảy thế gian tôn kính pháp vương. Muốn cho chúng sinh được nhiều an lạc, Phật tới tòa rồi như mặt trời sáng, tất cả thế gian vâng theo pháp vương, phổ ánh sáng tịnh chiếu các cõi nước. Là thay thừa này thừa đó tối thắng, là thay thừa này người không lỗi lầm, tạm hiện ở đó đã không thể lường. Lành thay thừa này thừa đó rộng lớn, thừa ấy là thừa không thể nghĩ bàn, chư thiên ma phạm không thể lường tính. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện bày tướng lưỡi rộng dài che phủ cả tam thiên đại thiên thế giới và khắp chúng thanh gian và Bồ Tát. Này các thiện nam, hãy nhắc tâm lắng nghe các thiên tử Nan Đà, thiên tử Tu Nan Đà, thiên tử Chiến Đàn, thiên tử Tu Ma Na, thiên tử Tự Tại, thiên tử Đại Tự Tại, thiên tử A Nhật Đa, thiên tử Tu Hạnh. Vô số thiên tử ở cõi trời tình cư như thế, vào khoảng của đêm qua, dùng ánh sáng rực rỡ núi Kỳ Xà Quật bỗng nhiên sáng chói gấp bội. Khi chư thiên đi đến chỗ Phật, nhất tâm cung kính đảnh lễ trước chân Phật, dùng hương bột chiến đàn, hương đại ma la bạc trầm thủy, dòng hoa thơm, hương câu tu ma của chư thiên, tất cả các loại hương hoa đều được tung lên để cúng dường Đức Thế Tôn. Lại đảnh lễ xét chân Phật, nhiễm quanh bên phải ba vòng, lùi đứng qua một bên, chắp tay hướng về Phật, cung kính tôn trọng, khen ngợi cúng dường. Lúc đó thiên tử chiên đàn lặng yên rồi chợt nghĩ: Chư Phật ứng chánh biến tri ở qua đời quá khứ, đại vì các hàng trời người Sa Môn, Bà La Môn, và nói tam muội Bồ Tát niệm Phật mà chư Phật này nhã nói, nên Đức Thế Tôn của chúng ta cũng giống như chư Phật thuộc các hướng muốn đem lại an lạc cho chúng sinh, nên tuyên nói tam muội Bồ Tát niệm Phật. Khi các thiên tử cùng khuyến tử như vậy, và Như Lai đã mặc nhiên chấp thuận: Này các tỳ kheo,
Thiên tử chiên đàn, thiên tử nan đề, dị luận các thiên tử ở cõi trời tình cư như thế, biết thành đã chấp thuận rồi, bỗng nhiên biến mất. Bây giờ Đức Tôn nói kệ, bảo các tỳ kheo, khi gần hết đêm, sắc thân chư thiên tỏa sáng gấp bội, nước kỳ sắc vật bỗng nhiên rực rỡ, tôn trọng cúng dường, vây quanh thế chủ. Thiên tử nan đề, thiên tử thiện hy, thiên tử thiện ý, thiên tử chiên đàn, thiên tử tự tại, gia đại tự tại, thiên tử a dật, thiên tử thiện hạnh, vô lượng thiên tử, ở trời tịnh cơ có đại thần lực đi đến chỗ ta, rộng bày các thứ báo hiệu cúng dường, cùng nhau cung kính. Nhiều quanh ba dòng có đầu đảnh lễ, lui đứng một bên, thiên tử chiên đàn, mặc nhiên an trụ, phát tâm mong muốn giáo hóa chúng sinh, thành nói Bồ Tát, ta mùi niệm Phật. Chư Phật thuở xưa đã từng diễn thuyết, lành thay Thích Ca, Như Lai mười lực, nói Tam A Đề, muốn khiến tất cả đều được an vui. Phật mặc nhiên nhận, khi các thiên tử biết Phật hứa rồi, ta cũng ở đây, núi kỳ sự quật. Như Phật quá khứ đã nói Tam Muội, lúc các thiên tử đã biết Như Lai, mặc nhiên chấp nhận, vui mừng, phấn khởi, nhục quanh ba dòng, đảnh lễ, lui ra, tỳ kheo, nghe ta, giữa nói Tam Muội, như Phật tuổi xưa, cho sinh nghi hoặc. Trí tuệ Như Lai không thể nghĩ bàn, chư Phật quá khứ, Bồ Đề tối thượng, với các tri kiến tâm không nghi ngờ. Như ngay hiện tại Bồ Đề đệ nhất, ta đều biết rõ tâm không chướng ngại. Hoặc đời vị Lai muốn thành Bồ Đề, muốn được thương xót tất cả đời sau, ta cũng hiểu rõ tâm không chút nghi. Vì thế Như Lai hiểu sâu vô cùng, trí lực vô ngại không thể nghĩ bàn. Như chỗ biết đó, ta đều xét tận. Tất cả chúng sinh nếu sau có biết. Phẩm 2. Bản sự của Bồ Tát bất không kiến. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Sa Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử và chư thiên người Tây Giang đã đến tụ hội. Tỳ kheo các ông phải lên pháp tòa, gồng lên tiếng sư tử. Vì sao? Vì ở trong chúng này, phần nhiều có các hàng thanh danh, nghe tiếng gầm sư tử đều được giải thoát. Lúc đó, Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Việt Tam Giới, Bồ Tát Bất Tư Nghị, Bồ Tát Bất Không Kiến. Các ông ngay bây giờ lên tận Đức Như Lai và nói về công đức chân thật nơi tiếng gầm của sư tử mà chư Phật đã giải nói. Bồ Tát Bất Không Kiến thưa, đúng vậy Thế Tôn. Dạ vâng, chúng con đã nghe. Liền nói kệ ngợi khen, thân sắc như vàng, trăm phước trang nghiêm, chỉ lòng thương xót, tấu độ chân đế, đầy đủ công đức, danh tiếng phan xa, Thế Tôn ngày nay, vì nhân duyên gì ở trong đại chúng khiến con thưa hỏi. Phật không ai bằng, tối thượng hơn hết. Công đức pháp phương, đại trí khó cùng, điều phục thế gian vì nhân duyên gì ở trong đại chúng khiến con thưa hỏi. Tịnh giới Như Lai, định trí giải thoát tri kiến đều không gì bằng. Thiện thệ của con vì nhân duyên gì ở trong đại chúng khiến con thưa hỏi. Oai đức cao vời vượt qua bờ giác, Thế Tôn pháp vương hay vì chúng sinh làm đại lợi ích. Vì sao thiện thệ ở trong đại chúng khiến con thưa hỏi. Trong kiếp tu tập thân cận từ bi biện tài vô ngại, vì sao thiện thệ ở trong đại chúng khiến con thưa hỏi. Pháp vương tối thượng là khắp quần sinh, người nghèo được giàu, người mù được thấy, dứt trừ độc hại, sợ hãi được an, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Thân Phật tịnh diệu, trần cấu không nhiễm, y của Như Lai đủ các màu sắc, tập tánh Thế Tôn chưa trong các vua, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Đức Phật đáp y, cách thân bốn ngón mà không lìa thân hay hàng oán, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Hành sở Như Lai không có hầm hố, do sức trí tuệ, nẻo hành bình đẳng, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Thân của Như Lai không tăng không giảm, bước đi ngay thẳng, không chút tà vậy, thoát ngạn các loài, có thể nghĩ bàn, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Chiêm ngưỡng tôn giang, mắt không tạm rời, Phật hành không dối. Năng lực thần túc, oai nghi tự nhiên, uy dung hết mực, nếu gặp yêu quái, bị nó bắt giữ. Mê muội mất tâm, không còn tỉnh giác, nếu thấy Thế Tôn trong khoảng một niệm liền hẳn các ác. Là được chánh niệm, nó có chúng sinh chạm vào chân Phật, nội trong bản ngày thân tâm khoan khoái, trước khi mà chung sẽ vào nẻo thiện. Quỳ mẹ Thế Tôn bán mọi niềm vui, có người bệnh phải chịu các khổ, Phật dùng tay xoa liền được trừ khỏi nhiều kiếp thiện tệ, để được tất cả không thể nghĩ bàn, vô số an lạc. Xưa Phật dũng mãnh thâu tóm đương lai, trong vô số kiếp là được pháp tịnh. Con ở nơi này tâm không nghi ngờ, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Quá khứ vị lai tôn quý cõi trời, nơi gặp điều ngự đại tiên loài người, vì nhân duyên gì khiến con thưa hỏi. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo, này Bất Không Kiến, hãy lắng nghe giả khéo suy nghĩ kỹ.
Bồ Tát Bất Không Kiến thưa, dạ vâng thưa Thế Tôn, Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến, ta nhớ tuổi xưa đã qua vô số kiếp. Lúc đó có vị vua tên là Vô Lượng Lực, có đại thần thông, uy lực tự tại. Nơi đó nhà vua tạo lập thành lớn tên là Thiện Kiến, dao động như nhau bằng 12 giờ tuần, 12 giờ giêng, có 7 lớp và 3 cửa. Cửa thành đều dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mã não, trân châu, san hô, tạo nên vẻ trang nghiêm tráng lệ. Có hào 7 lớp cũng bằng 7 báu, bên ngoài các cửa ấy dùng các bằng vàng bạc rải lên trên đất. Hai bên mỗi cửa đều có 4 cổng bằng vàng bạc đối nhau. Như vậy này Bất Không Kiến, lại dùng lưới lớn bằng vàng bạc dây khắp bên trên cửa. Khắp các chỗ có lưới vàng treo đầy chuông bạc nhỏ đều rủ xuống. Gió thổi tạo ra như tiếng của nhạc cụ không hầu, cung thương, trầm bổng, hòa hợp tương ứng. Vua sẽ thành rồi an trụ trong đó. Ngoài hào thành có 7 ao tắm bằng vàng bạc pha lê san hô. Cái ao tắm này có 7 thềm cấp là được trang nghiêm bằng 7 báu. Thềm cấp bằng vàng thì lan can bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì lan can bằng vàng, thềm cấp bằng bạc thì lan can bằng trân châu, thềm cấp bằng trân châu thì lan can bằng lưu ly, thềm cấp bằng pha lê thì lan can bằng san hô, thềm cấp bằng san hô thì lan can bằng trân châu, thềm cấp bằng trân châu thì lan can bằng vàng. Như vậy là Bất Không Kiến, vô lượng lực còn trồng các hoa kỳ lạ như ở Bắc La, Bắc Đồng Ma, Cầu Bắc Đầu, Phấn Đà Lợi, Na Lê Ni. Các loại hoa này đều có mùi thơm dễ chịu, không ai là không thích tùy mà hái. Trên bờ ao trong các cây có hoa như Y Tằng, Ni Tằng, Ca Tằng Ni, A Đề Mục Đa Ca, Chiếm Bạc Bà Lợi Sư, Câu Ni Đà La, Đà Nậu Ca Lê. Hương thơm của các cây này giống như hương trời, cũng không có người giữ gìn giữ, tùy thời dụng. Là nửa này Bất Không Kiến thành Thiện Kiến ấy có 7 lớp cây đa la mọc thẳng hàng, đều dùng 7 báu xen lẫn nhau. Cây đa la bằng vàng thì lá hoa quả bằng bạc, cây đa la bằng bạc thì lá hoa quả bằng trân châu đỏ, cây đa la bằng trân châu trắng thì lá hoa quả bằng lưu ly, cây đa la bằng lưu ly thì lá hoa quả bằng pha lê, cây đa la bằng pha lê thì lá hoa quả bằng mã não, cây đa la bằng mã não thì lá hoa quả bằng trân châu đỏ, cây đa la bằng trân châu đỏ thì lá hoa quả bằng san hô, cây đa la bằng san hô thì lá hoa quả bằng vàng. Lại Bất Không Kiến, gió thổi khi các cây chạm vào nhau phát ra âm thanh vi diệu giống như nhạc sư khéo tạo nên âm thứ âm. Lại Bất Không Kiến, chùa của vua luôn luôn có các thứ âm thanh không bao giờ dứt, như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng quân, tiếng loa, tiếng trống, tiếng tiêu, tiếng địch, tiếng cam búa của đàn công hầu, tiếng đàn tỳ bà. Những tiếng như vậy luôn luôn tiếp diễn. Vua thường ban bố với muôn dân trong thành, nếu ai mong cầu những thứ cần thiết như y phục, món ăn, thức uống, do người sẽ cột thì tùy ý, tiểu ý của họ, ta sẽ cung cấp cho tất cả. Giữa cây đa la cũng thường phát ra âm nhạc, mọi người đến đó từ vui chơi, đó năm dục, vui xem người dân trong nước như cha thương con, tất cả đều quý kính vua, giống như từ phụ. Là nữa này Bất Công Kiến, trong thành Thiện Kiến có các ngã tư, ngõ tắt tạo thành những ấp, chợ quán. Khắp nơi lại có 4 ao tắm báu, các ao tắm đó cách nhau thẳng hàng. 4 bờ ao đều có các bậc thềm báu, bậc thềm bằng vàng thì lan can bằng bạc, bậc thềm bằng bạc thì lan can bằng vàng, pha lê san hô xen lẫn nhau. Này Bất Không Kiến, đối với các ao vua cho trồng các chanh hoa, ở trên ao thì trồng cây có đủ loại hoa sen đang như Y Ni Tằng, Ca Đàm Bà, A Đề Mục Đa Già, Chiêm Bạc, Đà Nậu Ca Lợi. Các thứ hoa ấy mùi thơm như hương trời, không ai là không thích. Trong thành lại sang các vườn rừng lầu khác, như số các loại cây hoa quả mọc thẳng hàng. Trong các vườn rừng ấy, khắp 4 hướng đều có các ao hoa đẹp, cũng dùng 7 báu trang sức như trước. Có các thề nữ cùng nhau vui chơi, tất cả trang chúng cũng đến nô đùa thỏa thích. Này Bất Không Kiến, tộc họ của vua Vô Lượng Lực là bậc hào kiệt, cha mẹ sinh ra từ dòng đại sắc lợi, truyền thừa cho đến 7 đời, sắc tướng dung mạo đều đoan nghiêm, thanh tịnh hơn hẳn mọi người, có báu vô số không thể tính đếm. Này Bất Không Kiến, vua Vô Lượng Lực tên hiệu sâu xa, nhân ái rộng lớn, vô lòng bố thí, tâm công tâm đắc, từ bố thí các sa môn bà la môn cho đến người bằng cùng cô độc khốn khổ nguy ách đuôi điếc tàn tật nhiều thứ bệnh, nhà vua thống lãnh 84.000 thành ấp xóm làng, được quả báo của nghiệp tịnh, được bài báo trang nghiêm. Trên mỗi thành lại xây 84.000 tòa lầu lớn bằng gỗ chế đàn chi diệu, bên ngoài các cửa 14 con đường đầu đường dựng các đài các trang nghiêm tráng lệ, tất cả muôn dân thường lui tới vui chơi cả ngày lẫn đêm. Ở lầu gác điện đài đường xá trong nhà đều thắp đèn ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cõi đất, chúng sanh nhờ ánh sáng đó mà thân tâm khoan khoái.
Này bất không kiến vua, có hai người con, một tên là Sư Tử, hai tên là Sư Tử Ý. Từ lâu đã phát nguyện Bồ Đề Chúa Thượng, danh tiếng giang xa, đủ đại oai đức. Bây giờ có Đức Phật hiệu là Như Lai Bảo Kiên, cùng đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cúng Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc Thiện Tuệ Tứ Nhân Giải, Vô Thượng Sĩ, Đồng Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời, xuống ra lời này. Tờ đời này và đời sau, hoặc ở nơi đại chúng Sa Môn, Bà La Môn, trời người Atula, thấy biết tất cả, và khắp quần sinh mà giả nói các pháp màu nhiệm, đầu giữa cuối đều thiện, lời nói thiện, ý nghĩa thiện, đầy đủ tướng phạm hạnh thánh bạch, cư 700.000 vạn ức đại la hán, đầy đủ thần thông ở đức tự tại. Vào lúc sáng sớm, Đức Như Lai vào kiền, xin lại y phục, đại bưng bình bát, cùng với tỳ kheo, tùy tùng và thành các thực. Khi đó vua Vô Lượng Lực và hai người con ở trên lầu cao đang có sự vui mừng thích thú. Bỗng từ xa vừa thấy công đức tướng tốt của Phật, liền sinh tâm kỳ lạ đặc biệt vui mừng cùng tột, cùng quyến thuộc gia quan đi đến cửa cung điện. Bảo hai người con mau đem hương hoa cờ phướng và rổ nhạc đến chỗ Đức Phật, rồi dùng hương bột với đồ chiên đàn và các châu báu với diệu cát để cúng dường Đức Phật và tỳ kheo tăng. Nhảy quanh bên phải 3 vòng, đảnh lễ sát chân rồi lui đứng một bên. Này bất không kiến, vua cùng với hai người con xin Đức Phật Bảo Kiên và chúng thanh văn được trọn đời bố thí những sự an ổn. Đức Phật Bảo Kiên ở trong cõi trời ngồi giáo hóa khắp rồi, sắp vào Niết Bàn. Khi vua biết Đức Phật trụ ở đời không còn bao lâu, nên cùng với hai người con thần dân quyến thuộc lúc sau cùng đi đến nơi Đức Phật Niết Bàn. Lúc đó Như Lai vừa diệt độ xong, vua cung kính đảnh lễ, thương xót gào khóc, giấy mình xuống đất như núi lớn sụp đổ tuốt lên, mắt của thế gian bị hủy diệt. Lại càng tự xót thương than thở, mắt của thế gian bị hủy diệt. Như là Niết Bàn sao mà nhanh vậy, giống như kẻ buôn mất chủ. Đức Phật diệt độ cũng vậy, thế gian sẽ tối tăm như mắt mù không trí tuệ. Vô chủ ngực đập đầu, có tiếng than lớn nghẹn ngào rối lệ, rồi bảo hai người con đem nước ấm thơm tắm rửa thân Như Lai, rồi dùng các loại hương tiêu diệu xoa lên thân, đã đầy hoa và các dòng hoa. Vô Lượng Diệu Y quấn thân Như Lai, dùng 7 báu làm áo quan, lấy thiết làm quách, chất đầy gỗ chiến đàn đỏ các 1 do tuần, rộng lớn bằng nhau 1 câu đô xá, lại dùng hương hoa rải tiếp lên trên 1.000 thùng sữa dầu rưới lên của chiến đàn. Sau đó mùa lửa đồ đã bốc cháy, là còn kèo cấp thảm tiết rơi lệ như mưa. Bây giờ Sư Tử Ý, Sư Tử nghĩ: Đức Thế Tôn Niết Bàn, ta sống làm gì, còn nên thay Đức Phật vào Niết Bàn. Lập lời thề xong, liền đem các loại châu báu hương hoa vi diệu rải lên trên đống củi ấy, dùng vải điệp trắng quấn vào thân, tay cầm đuốc lửa tự mình gieo vào trong lửa, lửa liền bốc cháy. Vì lỡ chúng sinh mà quy y Thế Tôn, nguyện nói bài kệ này, ca tụng Như Lai. Như khối châu báu lớn, thế gian quý vô cùng, dứt hết khổ sinh tử. Ở nơi Niết Bàn này, ta từ nay về sau không thấy chuyện pháp luân, pháp vương ta tôn sùng để nhập vào Niết Bàn, tiên dương nghĩa rộng lớn, lại không thể bố thí. Vì sao ở đại chúng nghe nói về Bồ Đề, chư thiên và thế gian vui mừng khen khéo nói, ta từ nay về sau dứt tiếng không thể bàn, điều ngự hơn thế gian đối với chìm đắm này. Long thần Atula cho đến khẩn Na La vui mừng thường ca tụng không được nghe tiếng này. Người nghèo được đầy đủ, khổ não mong cứu hộ, Đại Thế Tôn Niết Bàn không còn chỗ nương tựa. Vua cha, Vô Lượng Lực và em Sư Tử Ý, chẳng lẽ không xót thương là không được nghe pháp. Ta nên theo Thế Tôn, mau chóng được diệt độ. Thế gian nào vô minh, sống khổ mà làm chi? Nay đốt thân độc này, nguyện được không nghĩ bàn. Ta xưa cùng vua cha, từng ở trong nhiều kiếp, cúng dường Phật Pháp Tăng, nay đã được quả báo. Nếu ta ở chỗ Phật tu tập các hạnh lành, để điều phục thế gian sẽ đạt không nghĩ bàn. Vì muốn cho chúng sinh phát nguyện không nghĩ bàn, tức tôn bát Niết Bàn, ta giao vào lửa cháy. Nếu người nào thấy nghe tất cả được thành Phật, chỉ trừ người tà bán và người chứng phách, chứng chánh dị. Nếu ta tu Bồ Tát vô lượng hạnh rộng lớn, chúng sinh nào mộng thấy đều khiến được Phật đạo, chỉ trừ người tà bán và người chứng chánh dị. Thân này như bọt nước, có sinh ắt có tử. Tất cả loài chúng sinh, nếu ai ăn thịt ta, số ấy không thể lường, mà sẽ được thành Phật. Ta tu hạnh Bồ Tát, người mắng chửi nói ác, người ấy gặp điều ngự, liền sẽ được thành Phật. Chỉ trừ người tà bán và người chứng chánh dị. Người đối với thân ta, tu tập từ bi quán, có bồ đề đệ nhất, mau được thành Phật đạo. Chỉ trừ người tà bán
Và người chứng chánh dị do duyên ấy thiêu thân đã cầu được nguyện này. Nếu tâm ta chân thật, tức là thấy Phật khởi, dù đã được thấy Phật như người ở đời trước, thân ta gieo trong lửa, giống như hầu trước Phật, và khởi thân chân dư, xưa nay thấy không khác, cho đến chứng chư Phật, liên tục thường không dứt, cô xin đấng phổ nhãn, thương giữ cho thế gian, Phật biết tâm vương tử, khát ngưỡng và tôn trọng, liền ở trong đống lửa, chủ sức đại thần thông. Như từ tâm mùi dậy, ánh sáng càng gấp bội, chúng không thể nghĩ bàn, đều khen chưa từng có, ra vì khắp mọi người mà làm lợi ích lớn. Rồi sự giáo hóa đã xong, nó nhập vào niết bàn. Sư tử đã thấy Phật hiện sức đại oai thần, thân tâm rất vui thích, bình tạng hưởng an lạc, biết sao pháp chư Phật không thể được nghĩ bàn. Như Lai tuyên niết bàn, giảng nguyện cho chúng sinh giới định không nghĩ bàn, trí tuệ cùng giải thoát và giải thoát tri kiến, thân hóa không thể lường, quy Đức Thế Tôn. Sau đó thân phát ra diệu an nghi thế gian, tuổi tháng không ai bằng, sức thần thông tự tại là cũng không gì sánh. Như Lai lại niết bàn, tất cả đều kinh hãi, thân nơi con chí tâm, quy đấng phổ nhãn, quý mạng đấng thiện thệ, lùi tận đấng vô chi, quý mạng đấng liều khổ, tu xuất ở thế gian, chánh trí quan sát khắp, thấu rõ biết tâm người, được các bệnh phiền não, thành tựu vô lượng chúng, đại y nhân trung tôn, cho thuốc không nghĩ bàn, hay khéo trừ thế gian tất cả các bệnh khổ, huy do thượng sơ tu xuất loài hữu chúng sinh. Như ta khen Như Lai, công đức trong một niệm, thiêu thân được ích thiện, phước cúng dường chốc lát, nghiệp trong sạch như vậy, nguyện thế cho tất cả. Hôm nay Bồ Tát mất không kiến, lúc đó trời, ma phạm và tất cả muôn dân ở thế gian đều thấy sư tử gieo thân vào lụa dữ, vô cùng thương xót và kinh ngạc, tâm sinh tâm kỳ lạ đặc biệt. Sau khi mạng chung, sư tử liền sinh ở cõi phạm thiên, có đại thần lực oai thế tự tại ở cõi phạm thiên này. Trong tâm sư tử luôn nghĩ, vì sao bỗng nhiên ta lại sinh đến đây? Rồi lại suy nghĩ, tuổi xưa trong kiếp người ta đã từng hầu hạ Đức Như Lai Bảo Kiên, cho tâm cung kính tôn trọng ca ngợi Đức Phật. Đức Phật niết bàn rồi, ta thiêu thân cúng dường, nói bài kệ phát khởi tại nguyện rộng lớn, thưa nghiệp lành này đã được sinh vào cõi phạm thiên, nay ta nên đi đến chỗ thiêu thân. Tức thời cõi phạm thiên ấy bỗng nhiên ẩn mất, giống như tráng sĩ trong khoảnh khắc có duỗi cánh tay, sư tử liền đến chỗ hòa tán Như Lai. Dùng hương một chiếc đàn trầm thủy, hương câu tu ma, hoa đa ma la bạc của chư thiên, đủ các loại hương hoa không thể tính đếm, rải khắp trong hư không như mưa rơi xuống, như gió cuộn tuyết bay khắp mười phương, để cúng dường sẽ lại Đức Như Lai Bảo Kiên. Rồi hương đến vua cha do lượng lực nói bản chuyên xưa, thân con là sư tử, là con của vua, người đã gieo vào lửa đốt mạng sống để cúng dường sinh của sinh đại dương, đừng nghĩ gì mà thêm đau lòng. Nếu con đã được các tiện lợi là do tuổi xưa đã trở thành cung kính hầu hạ tôn trọng tán thán Đức Như Lai Bảo Kiên, công đức nơi quả báo nên được sinh vào cõi phạm thiên. Vì vậy đại vương cùng với sư tử ý nên cúng dường thọ trì pháp diệu, thâu nhật xá lợi, phân bố cho mọi nơi cúng dường, khiến không rơi mất, cho sinh biến nhát. Đại vương nên biết con sinh ở cõi phạm thiên cũng thường cung kính thọ trì tam pháp này. Nói như vậy rồi bỗng nhiên biến mất. Này bất không kiến, vua vô lượng lực còn giới sư tử lúc này lấy nước dập lửa, dùng các hương thơm tốt, các dòng hoa báu, các cờ vướng, rổ nhạc tạo vô số sự cúng dường. Và trong khoảnh khắc ban bố cho cấp 84.000 thành ấp, đều khởi công sẽ 84.000 tháp miếu, dùng bảy báu trang nghiêm, tráng lệ. Các bảo tháp cao một giới diện, dao động bằng nhau một câu lô xá. Xung quanh mỗi tháp đều đốt 84.000 đèn dầu thơm. Và các tháp này lại dùng các loại hương hoa, rổ nhạc cúng dường như trước, tôn trọng cung kính tọa trì diệu pháp này. Vua vô lượng lực cùng giới sư tử ý, nhờ tiền ân ấy đã qua trong 84.000 kiếp, không đòi điều ác. Là ở trong 84.000 ức kiếp được thân cận cúng dường sáu vạn chư Phật, lần lượt cung phụng tôn kính thường không dứt bỏ, đời đời được làm chủ luân thánh vua. Này bất không kiến, sau khi Đức Như Lai Bảo Kiên niết bàn, có Bồ Tát hiện ở thế gian tên là Phổ Mật Vương, vì thương thế gian nên xuất gia học đạo, ngồi kiết già dứt quả bồ đề, nhất tâm đại lý chánh trí giải thoát, hốt nhiên đại ngộ, đắc đạo vô thượng. Này bất không kiến,
Sư tử sinh ở phàm thiên ấy đến chỗ Đức Phật Thế Tôn Phổ Mật Vương, trụ hư không, dùng chữ đà trời cúng dường Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, nhìn quanh bên phải ba vòng, thành chuyển pháp luân rồi bạch Phật: Quý sư Thế Tôn, từ đạo tràng đứng dậy, bên cạnh các quân ma, để cho thần thông trí tuệ thanh tịnh không còn bị hủy hoại, tổn giảm của sinh bậc thầy của thế gian xa định. Chỉ có đấng điều ngự mới có thể giải thích trình bày cho các chúng thanh văn diễn giảng mở rộng các ví dụ của thiền tuệ. Thân trước của Như Lai đã từ lâu tu tập trí tuệ, thâu dự phát thiện, nên được người tôn quý. Trong đời quá khứ cũng đã phát thệ nguyện rộng lớn: nguyện lúc thành Phật sẽ độ những người chưa được độ, nãy nguyện đã viên mãn, đã đạt đến, đã được đến chỗ an ổn. Dù gì tôi thắng diệu lạc vắng lặng, nó sẽ khai cam lộ, giải trừ ba kết. Lúc đó, Đức Thế Tôn mặc nhiên chấp thuận. Khi vô số đại phạm thiên kia biết Như Lai sẽ chuyển pháp luân, cùng nhau chuyên mừng phấn khởi vô lượng. Lúc này phạm thiên bày ra các thứ ví dụ để cúng dường, liền phát nguyện lớn, cầu đạo vô thượng, gặp Đức Phổ Mật Vương, ứng chánh biết trì, để được khối công đức thanh tịnh ví dụ. Do cầu báo này mà trong sinh tử thường được gần gũi, thấy Phật trong mười phương, nếu ta cúng dường Phật ở cội bồ đề với tất cả công đức đã tu được. Như vậy thì sư Như Lai thương xót, thế vì con mà nói pháp, do quả báo này ở trong sinh tử thường khen ngợi là tác miếu của chư Phật. Này Bất Không Kiến, sư tử con vua, người đã thiêu đốt thân này, có công đức từ căn lành đã tu được ấy, nên thường ở phạm thế, gặp 5.000 đức Phật, cúng dường cung kính hầu hạ, tôn trọng khen ngợi trong các căn lành, phát nguyện công thể nghĩ bàn. Bất Không Kiến, ông chớ sinh nghi ngờ, vị vua vô lượng lực lúc đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta đây. Khi Bất Không Kiến liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hai người con của vị vua ấy còn ở hiện tại hay là đã diệt độ? Thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn nói cho. Đức Phật bảo Bất Không Kiến: Sư tử ý con của vua khi đó chính là Bồ Tát Di Lặc, còn sư tử thuở ấy chính là thân ông. Sư tử con của vua sẽ bỏ thân này trong giáo pháp của Đức Phật Như Lai Bảo Kiên, giáo hóa thành tựu được 3 vạn chúng sinh, an trụ vào tâm Bồ Đề vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: Khi nhớ nghĩ đời trước, Bảo Kiên nhãn vô lượng xuất hiện ở thế gian, lợi khắp tất cả chúng, trăm phước đẹp sắc vàng, vì an vui thương xót, hiểu sâu xa chân thật để độ các thế gian, hiện ra pháp thâm diệu, cứu chúng sinh khổ não. Bảo Kiên chánh biến tri, thế gian đều tôn quý, chúng tâm luôn thiện thệ 72 ức ngàn, cùng các đại chúng này, vào thành đi khất thực. Xưa có đại quốc vương tên là Vô Lượng Lực, đạo ai đức tự tại hay hàng phục tất cả, vô cùng hai người con vào chơi trên đài cao. Ở đó vua nhìn khắp sẽ thấy đấng điều ngự, Bảo Kiên thay trời người, các thị kheo tùy tùng, rồi vô cùng hai con quanh đón nhân trung tôn. Đã đến chỗ Như Lai liền rộng bày cúng dường, đảnh lễ những 3 dòng, rồi chắp tay lui đấng thỉnh Phật và chúng tăng sẽ cúng dường trọn đời, thức ăn và y phục mọi thứ quý báu nhất. 84.000 năm cúng dường chưa từng nghỉ, khi vua và hai con tâm tịnh cầu bồ đề thì Phật đã diệt độ. Thâu nhật xá lợi thờ, vì kính Phật Bảo Kiên nên sẽ tháp 7 báu. Có 84.000 rất phí diệu trang nghiêm đốt sáng mỗi tháp Phật, 84.000 đèn lúc vua vô lượng lực trở lại chỗ thiện thể, dùng hương hoa ca nhạc hết lòng đêm cúng dường, đã trồng các căn lành vô lượng không nghĩ bàn, đã qua 6 vạn Phật, tất cả thế gian đường chỉ thành cầu thứ nhất vô thượng thắng bồ đề. Tỳ kheo chớ nghi hoặc: Tôi xưa có quốc vương trí tuệ rất thông minh, không sinh ra chỉ kiến, vô lượng lực thọ kia đó chính là thân ta, tạp hoa và các hương ngày đêm đốt đèn sáng, như là diêm phù đề cúng dường cho Như Lai, bố thí luôn đầy đủ, nghe pháp cũng như vậy, ý chưa từng biến nhát, nhất tâm cầu bồ đề và kiên đấng chánh giác vô thượng trí đại minh. Xưa ông từng thiêu thân cúng dường đấng thiện, đấng đại tiên với mình trong lửa cháy, tâm không còn sợ khổ, thiêu thân như đuốc dùng dầu nhỏ trên mình cháy dần dần không dứt, với như đèn đốt sáng vì lo lạc chúng sinh cúng dường Phật niết bàn. Phật kia đại thiêu thân ở biết phương tiền tỉnh, thấy Phật từ lửa ra ánh sáng càng sáng rõ, thấy Phật không khác xưa, tâm sinh nghĩ nương tựa, tôi thì xả thân này vì lợi ích tất cả,
Nếu ta nguyện quả này, kính Phật cũng như trước, các công đức đã được, thật không thể nghĩ bàn. Những nguyện xưa của ta, nghiệp đời, trước, thọ giữa, tập hợp trăm ngàn vạn, ác sẽ được thấy Phật. Nếu nguyện ta như thật, Phật từ lửa đứng dậy, Đức Phật rất thanh tịnh, hoàn toàn không nhiễm chấp. Thản nhiên thường bắn lặng, liên tục thường không dứt. Biết tâm sư tự tịnh là hiểu rõ ý đó, Phật liền từ lửa ra, tướng hảo rất thù thắng. Bồ Tát bất không kiến nhờ thế gian đã khởi, tất cả nguyện trọn vẹn là bát tà nguyện kia. Nguyện đó không nghĩ bàn, không tính đếm được. Pháp chủ thường thế gian phước ra từ trong lửa. Sư tiền thề có nghĩ, ánh sáng rất thù thắng, khi đó tất cả chúng đều lo nghĩ kinh ngạc. Tâm phát tịnh khen ngợi, hoan hỷ chưa từng có, là thái đại thần thông, vì là không ai bằng, cần giới Phật thâm diệu, không thể nghĩ bàn được. Hết thể các chúng sinh, thế thần biến này rồi, như các pháp không tỏ, khéo được tâm giải thoát. Bất không kiến nên biết, sư tử vì thế gian, lúc thành Phật đứng dậy, 1.000 các chúng sinh, có ở chỗ thiền thể, thế thần biến của Phật, tâm họ hướng về chánh, đà bồ đề vô thượng, đã biến vì thế gian, rộng làm lợi ích rồi, Phật lại vào niết bàn. Sư tử cũng xả thân, tức thời sau khi chết, bỗng nhiên sinh phạm thiên. Từ trên phạm thiên đến, dùng bục chiếu đèn trời, rải lên chỗ hỏa táng, đều cúng dường Như Lai. Bảo kiên diệt độ rồi, có Phật phổ mật vương, tôi thắng trong loài người, đại thiên của thiên vương, vì thương xót chúng sinh, xuất hiện nơi thế gian, Phật ấy ngồi kế đạo, được thành bồ đề rồi. Phạm thiên dân thức ăn, cúng dường Đức Thế Tôn, đồng mật sắc chân lễ, thành Phật chuyển pháp luân, Như Lai phổ mật vương, liền biết tâm phạm thiên, mặc nhiên nhà mà chấp nhận. Phạm thiên rất vui mừng, trở lại chỗ thiêu thân, phát ra các đại nguyện. Phạm thiên đã từng tô thiện không thể nghĩ bàn. Xưa ở trong một kiếp, cúng dường trăm ngàn Phật, chư tâm kính Thế Tôn, phụng trì nhân trung tôn, đảm bảo bất không kiến, cẩn thận chẳng nghi hoặc. Ông trí tuệ thông minh cho sinh ra chỉ kiến, tôi xưa là phạm thiên, đó chính là thân ông. Trăm ngàn Phật quá khứ, thiền thể bát niết bàn, ta đều thấy rõ ông, trước mỗi chư Phật, thiêu thân được cúng dường, còn bồ đề đệ nhất. Nhiều ngàn Phật quá khứ, dự độ còn số loại, chỗ chư Phật như vậy, sao thay chân già thân, vì lợi ích chúng sinh tu tập hành Bồ Tát, đời gần và đời xa, ta đều hiểu biết rõ, ở trong trăm ngàn đời sẽ tu các hạnh khổ, Phật trụ vào Niết Bàn. Nguyện ông luôn đầy đủ, đảm bảo bất không kiến, như các đại nguyện này, đời quá khứ giữ lấy, như luôn trăm ngàn đời, năng lực ta tự tại, ta đều biết việc đó. Ông thành tựu thánh quả, tức thời đều thấy rõ, tu tập không nghĩ bàn, hành chân thật bình đẳng. Rồi trước Phật khen ngợi, cúng dường lượng tốt tôn. Thế nơi này kính thỉnh, pháp phương của thánh chúng, cho Phật mổ phổ mật vương, thâu giữ nguyện tối thắng, mong Phật hiện thần thông, ông nay được quả này. Bồ Tát bất không kiến, bạch Đức Phật Mâu Ni, trăm ngàn đời các nguyện làm sao giữ gìn được. Nguyện nhỏ khó bày đủ, khiến ta cũng hiểu rõ, thề xưa bất không kiến khi thành Phật Lôi Âm, tháng hồi của Bồ Đề, ta nên tỉnh thuyết pháp. Phật rước hiệu đế tràng. Đức Thế Tôn phổ nhãn, hết thảy các chúng sinh, được cùng chỗ quý về. Khi ấy phát nguyện khắp cầu Bồ Đề vô thượng, vì nhật quang Như Lai tạo dòng lớn bảy báu. Khi ông ở chỗ đó đã phát nguyện tối thắng, Bồ Tát bất không kiến, ta đã biết nguyện này, xây tăng phường bảy báu, dùng tạp sắc trang nghiêm, nay dân tu già đà, cúng khắp Phật vị lai. Phát tài nguyện đầy rồi, tức thời liền bỏ đi. Đệ nhất trong chúng Phật, sư tử hơn mọi người, danh không thể nghĩ bàn, khéo sinh nơi Thế Tôn. Dâng lên lộng bảy báu, trang sức rất vi diệu. Đại tiên thiên trung thiên, che thân Phật phổ nhãn, có dùng đèn sáng rồi, phát đại nguyện chỗ ấy. Đời gần và đời xa có nhiều đức Như Lai, ngày ức này do ta, sau đó lại hơn trước. Ở chỗ chư Phật này, phát vô lượng đại nguyện, khiến tất cả chúng sinh đều được mọi an vui. Trước Phật phổ mật vương, xin ý nghĩ như vậy. Nay ta bảo ông sư, tu hành đến bồ đề, nguyện tất cả đại địa đều mọc các loại hoa, cho Phật văn lôi âm, vì lợi ích thế gian, đó phát tài nguyện. Nếu có các chúng sinh được nghe danh từ ta, tất cả đều thành Phật. Ở cho Phật đế tràng, bày cho báu cúng dường, lại phát các nguyện lành. Nếu có ai thấy ta ở trong thế giới này, đều sẽ được thành Phật. Ở cho Phật nhật quang, nhân lên vòng bảy báu,
do luồng tia sáng lớn tỏa chiếu rất rực rỡ. Lúc đó phát nguyện rồi, nguyện xin cõi Đức Phật tăng phường bằng bảy báu, tạp sắc lá đẹp đẽ, dùng vật báu đặc biệt cúng dường Đức Thiện Tệ. Là phát đại nguyện xong, được cung điện trời đẹp, chỗ này rất là vui, đã được thành Phật đạo, vua sư tử loài người. Nơi do lượng như, thường Như Lai dâng lên lòng cho bó, phát thệ nguyện thù thắng, vì các loài chúng sinh không bị mặt trời hại, thân tâm được an vui, không bị hoại nhiệt não. Cha chỗ thân thiện thệ cúng dường đèn sáng rồi, là phát thệ nguyện lớn, nếu khi sắp ta sắp mất, chúng sinh ăn thịt ta để được thành Phật đạo. Nếu ai nghe tin ta không còn tham tiếc, cho đến trong giấc mộng ý cũng không mến tiếc. Tất cả thành Phật đạo chỉ trừ người kiến đế. Nếu ai thấy được ngươi rồi các ý tham ghét, lúc ngày đêm mộng thấy cũng sẽ tâm tham đắm. Tất cả sẽ thành Phật chỉ trừ người kiến đế. Nếu người thương nghĩ ông hoặc người sẽ ganh ghét, đều ở nơi chỗ ông sẽ được đấng pháp phương, hoặc khi ông sắp mất là xuyên cầu bồ đề. Là ta nói như thật, chân công đức của ông hết ở đời vị lai được thành bậc vô thượng. Nếu có các chúng sinh hành nơi nước đất không ăn thịt thân của ta, quyền đều được thành Phật. Vì ta đại biết ông làm ăn lạc chúng sinh, sẽ tu đạo Bồ Tát đầy đủ hàng ngàn hạnh lớn. Chúng sinh nhiều nguy bán, cho nên không hiện ra như loại chúng sinh này. Tức thời ở nơi ấy, nếu đều được tín niệm và do tâm hoan hỷ, đều sẽ thành chánh giác chỉ cho người kiện đế. Nếu người nguyện muốn thấy chỗ nương quý thế gian, hoặc thích chuyển pháp luân, hoặc muốn khỏi các chỗ, người này vì bồ đề nên phát tâm lợi ích. Nếu có vui cúng dường các pháp phương ba cõi, các pháp phương ba đời, nếu người muốn phát sinh, tất cả nhóm công đức chúng sinh đều như vậy, nên trì tam muội này. Đức Thế Tôn nói kệ rồi, liền từ bảo tòa đứng dậy trở lại tăng phường, ở tỉnh thất nằm nghiêng không bên phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật, quyển 1. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.